Delay TV. Bữa nay là mình đi lên chỗ Shitagon Pagoda để đi lễ. Bữa nay là ngày đúng ngày Tha Đinh Giấc, là ngày trăng rằm các bạn. Ngày trăng rằm thì dân Miến Điện ở đây đi lễ rất là đông. Đây gọi là Tha Đinh Giấc. Thì ngày lễ này kéo dài 5 ngày nha. Rồi mỗi năm kéo dài 5 ngày. Thì buổi sáng thì nó có những cái show gọi là về trái cây ở dưới chân Phật. Cho nên buổi sáng mình phải đi xem họ cúng trái cây. Còn ban đêm thì có 1.000 cái đàn cây. Thì đây có người ta bán hoa đó để mình dâng lên Phật buổi sáng. Bây giờ mình đi vô cái đền nha. Thì cái đền này, tới cái đền này rất là khó lên nha các bạn. Thì mỗi năm á, thì ngày lễ cho cái ngày này á, thì cho cái lễ này là năm ngày Tha Đinh Giấc. Tha Đinh Giấc rất là đông nha. Thấy họ bán này thấy chưa? Mình, rất là thơm, những cái mùi hoa của bông sen rất là thơm. Đây là cái đền này các bạn. Giờ mình đi vô đền mình xem người ta cung quái. Wow. British win. Hey Chile nè, Chile TV. Chile xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì Chile hiện bây giờ đang ở Shitagon Pagoda ở Yangon, Myanmar. Bữa nay mình tới đây mình thăm viếng chùa đúng ngày dịp ngày lễ Đa Tinh Duân, ngày lễ trăng rằm á. Thì ngày lễ này thì người ta sẽ cúng vái hai lần trong ngày 13, tức là ngày trăng rằm á. Buổi sáng thì họ sẽ biểu diễn những cái điêu khắc của trái cây, và buổi tối thì có 1.000 cái đàn cây. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng các bạn xem. Thì buổi sáng đây người ta đi lễ rất là đông nha. Thì đây là ngày đầu tiên của ngày trăng rằm. Cái này vừa cảnh buổi sáng đi. Chỗ này lúc trước khoảng mười mấy năm á, Obama tới đây thăm viếng cái đền Pagoda này nữa. Thì trong những ngày này người ta tin rằng là Phật sẽ xuống trần gian để thăm nhân loại. Cho nên nước Miến Điện người ta rất là tin, người ta tin dị đoan rất là nhiều. Thì dân ở đây thì người ta sẽ thắp đèn. Thì trăng rằm thì người ta phải thắp đèn. Đó. Rất là đông nha. Rồi một chút nữa mình tới chỗ mà triển lãm những cái hình điêu khắc của trái cây. Rất là đông nha. Dạ. Yeah.
Cái khu này các bạn rất là dễ dễ bị lạc, cho nên mình phải đi theo đoàn. Đây phần nào đó. Wow, rất là đông nha, rất là đông. Thì ban đêm mình sẽ quay lại chỗ đây để mình xem 1.000 cây đèn cầy nha. 1.000 cây đèn cầy sẽ được thắp lên. Thì đó là ý nghĩa của ngày Full Moon, tức là ngày trăng rằm ở bên Miến Điện. Đó. Maybe you can ask the people. I'm going to go to the center where everybody pray. Go there, center. Oh. Center, center. Wow, cảnh buổi sáng đây rất là đông. Thì dân Miến Điện, những người Miến Điện đi chùa rất là đông. We go this way. Đây có những người chụp hình, quay phim chụp hình đó. Maybe right here. The center, like the place where everyone prays. Oh, the center. I didn't know. I'm not sure. Oh, no, I'm not sure up there. No. I don't think so. You're there. Thì ở đây người ta cúng vái và người ta sẽ cầu nguyện cho những cái tin lành sắp tới. Rất là đông nha các bạn. Đây. Quá đông. Đó. Hôm nay là ngày lễ lớn nha. Đúng là ngày trăng rằm. Chị Lê chỉ có giới thiệu cho các bạn những cái gì mình có thể quay được. Mình đem lên YouTube cho các bạn xem. With this better. I don't see. They put like 4, 5, 6. You came like 7.
Yeah. Right there. No, I don't think so. This is their own, frame. Look for center place. Wow, a lot of candles. Yeah. How about you look for candles? Yeah, 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 you go. Okay. Đây họ thắp đèn cầy nữa nha. Wow. Too crowded. They put it up and they put it away quickly. Like 4 or 5 o'clock. I'm very early. Đây họ cúng trái cây này các bạn. Đó. Ai mà thành cái rõ nhỉ? Wow, dơ quá. Dơ quá. Can you hold on this side? I don't see. Oh, maybe right there. Maybe. I don't see. Maybe they put away already. They put away like 4 or 5 seconds and then take 3 hours on it. Oh. Depends like 7. Cái trình diễn trái cây các bạn. Hình như là họ mang đi hết rồi. Không thấy đâu nữa, nhưng mà mình thấy dân người ta đi cúng vái rất là đông. Quá đông. I think down there, maybe down there. How about here? See nothing. Wow. Thì mình nghĩ là ở đây là trên 100.000 người. Trên 100.000 người ở đây nha. Quá đông. Thì cái chùa này lớn nhất ở thành phố Yangon nha.
lớn nhất thành phố Yangon. Thì chùa này thì tổng thống Obama tới đây qua rồi. Đó. Rất là đẹp. Wow, đẹp thiệt. So beautiful. I see the white American, he make a movie on that. He sit down on the floor. Maybe down there, maybe. Full moon nha các bạn, full moon. Buổi sáng thì có trái cây, buổi tối thì có 1000 cây đèn cầy thắp lên. Thì ngày lễ này gọi là Tha Tinh Giớt Festival. Festival. Ok. Bây giờ mình đi vô cái center nha, mình xem trình lãm về trái cây. Đây nè. Trước mình đó. Không thấy. I don't see. Oh, only the people they praying. Let me stand out here and make a movie. Okay, go ahead. Thì ai muốn tụng kinh nữa các bạn, thì mình ngồi xuống đất, mình vô đây là mình ngồi xuống đất. Và theo hướng này, theo hướng của hướng này, hướng của cái pagoda này nha. Đó. Rồi. Chile đang ở Sita gần Pagoda Miến Điện, Yangon Miến Điện. Thì cái đền này nằm ở trong thành phố của Yangon. Thì bữa nay là ngày trăng rằm, thì dân Miến Điện họ đi chùa. Thì cái ngày này là ngày trăng rằm các bạn. Buổi sáng thì đi chùa sớm, còn vẫn đêm thì cũng đi chùa nữa. Nhưng mà họ thắp 1000 cái đèn cầy tới sáng. Đây là quang cảnh ở chùa nha. Rất là đông, mình nghĩ là ở đây là cũng trên 100.000 người đó. Rất là đông. Thì các bạn, mình Chile muốn tạm dừng cái video đây. Thì video đó dài rồi đó. Thì đó là cái ngày Tha Tinh Giớt ở Miến Điện
buổi sáng, 7 giờ sáng nha. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì chia sẻ, ủng hộ kênh của Chi Lê nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và sẽ nghe lại vào những cái video kế tiếp. Chi Lê TV nha. Bye bye. Ngõ này đi xuống nha. Xuống cũng hơi lâu. Wow, rất là đông. Ta đang đi lên, mình đi xuống.